hào hứng đứng ở đây làm người dẫn chương trình trong chương trình Vua Tiếng Việt của chúng ta. Bởi lẽ tôi biết rằng ở phần cuối của chương trình chắc chắn sẽ rất căng thẳng và nhiều cảm xúc. Tôi đứng ở đây và tôi tin rằng quý vị và tất cả các bạn, những người đã theo dõi chương trình ở tuần trước cũng rất hào hứng đến với tuần này để chúng ta cùng xem Quang Minh, người chấp nhận thách đấu sẽ thi như thế nào, Dinh giải thưởng ra làm sao và ai sẽ là người thách đấu với Quang Minh, Vua Tiếng Việt trong chương trình mùa 2 của chúng ta. Thưa quý vị, không để quý vị mất nhiều thời gian hơn nữa và không để sự hồi hộp của chúng ta tăng tới mức không thể chịu đựng nổi, ngay bây giờ hãy dành những tràng vỗ tay cho những người tham gia chương trình. Xin mời. Người chơi đầu tiên là Nguyễn Thúy Hà, 41 tuổi, đến từ Hà Nội. Công việc hiện tại là quản trị nhân sự, là người cầu toàn và linh hoạt. Sở thích làm thơ, chơi đàn. Sở đoản là nấu ăn, đi thi để cổ vũ cho các con thêm yêu và học tiếng Việt tốt hơn. Hôm nay tôi đến trường thi gặp anh Xuân Bắc. Tên gì thơ đâu? Đăm chiêu tôi nghĩ thật lâu. Thúy Hà gì thơ đâu? Đăm chiêu tôi nghĩ thật lâu. Thúy Hà tôi đáp, này thì thơ đây. Vâng. Tức là lúc đầu là lời của Xuân Bắc là dạ, tên gì thơ đâu? Đúng rồi ạ. Thúy Hà tôi đáp, này thì thơ đây. Vâng. Một tràng vỗ tay cho Thúy Hà. Trong thơ có cả lời thoại, phải cao thủ lắm mới làm được. Người chơi ở vị trí tiếp theo, xin mời. Người chơi thứ hai là Võ Nguyễn Việt Chí, 36 tuổi, nhân viên văn phòng đến từ Vũng Tàu, tính tình điềm tĩnh, thích kết giao bạn bè và đọc sách. Sở đoản là phục vệ, tham gia chương trình để tự thử thách bản thân. Hôm nay tham dự chương trình Tìm Vua Tiếng Việt thấy mình hân hoan, tuy lòng có chút lo toan vì tiếng nước Việt muôn phần mênh mông, nhưng mà Việt Chí quyết tâm dồn hết thực lực gắng mình thi đua. Khi bạn làm về cái thơ để giới thiệu về mình thì bạn có đưa cho bạn bè hay là người thân soát qua không? Dạ thật ra là có anh, em cũng có đưa, nhưng mà kiểu như là mọi người kiểu như động viên em á, nên là kiểu khen hay hết rồi cũng không có ý kiến gì hết. Ủa, tôi cũng thấy hay mà. Dạ em cảm ơn. Bài thơ này cũng rất là hay. Vâng. Xin mời người tiếp theo. Người chơi tiếp theo là Vương Diệm, 32 tuổi, phóng viên đến từ Nghệ An, là người thẳng thắn mạnh mẽ, thích ca hát và xem bóng đá. Lý do đi thi là vì yêu thích chương trình. Tên là Vương Diệm, quê Nghệ An, tính tình quyết đoán chẳng lan man, thi Vua Tiếng Việt vì nghe bạn, kết quả ra sao vẫn hân hoan. Thưa quý vị, dịch nôm thơ như sau. Bạn tên là Vương Diệm, cũng yêu thích chương trình vừa vừa thôi, nhưng mà do con bạn nó xui cho nên là lên để vừa lòng nó, nếu không nó cạch xít không chơi với mình. Còn kết quả thì không quan trọng, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Đấy, đấy, tôi dịch đấy, dịch nôm thế, quá chuẩn luôn. Người chơi cuối cùng trong chương trình, xin mời. Người chơi cuối cùng là Nguyễn Thùy Ngân, 32 tuổi, bác sĩ y học cổ truyền đến từ Nghệ An, tính tình dễ khóc, dễ cười, thích xem phim, đi du lịch và ăn các món ăn Việt Nam, đi thi để trải nghiệm áp lực thi cử và để không hổ danh là con gái cô giáo dạy văn. Tôi là bác sĩ đông y, hôm nay vinh dự được thi chương trình. Đầu tiên là giới thiệu tên mình, tình hình là hơi bị run lên là làm thơ thì phải biết gieo vần, nếu mà không biết thì nó hơi ngang. Tôi xin hỏi bạn Thùy Ngân một chút, bạn là bác sĩ đông y ạ? Dạ vâng ạ. Tôi thấy bạn hơi run run. Dạ, em run thật ạ. Run. Bây giờ bạn hãy chỉ cho chúng tôi biết bấm cái huyệt nào thì nó đỡ run. Chúng ta có thể là bấm huyệt thần môn ở đây ạ. À, và hoặc huyệt nội quan ở trên cổ tay một chút ạ. Thì nó sẽ đỡ run. Dạ vâng, nó sẽ đỡ run ạ. Thế mọi người, 1, 2, 3. Đấy, bấm khác hẳn đây này. Em thấy run hơn đấy. Vâng. Thưa quý vị, 4 người tham gia đều đang bảo là em rất run. Các bạn nên run là vừa. Bởi vì ở phần cuối chương trình là một cao thủ. Bạn ấy đã chiến thắng một cách giòn giã và dám nhận lời thách đấu không phải là dạng vừa. Để cho các bạn đỡ run thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ nhất của chương trình. Đó chính là phần phản xạ. Xin mời. Từ đầu tiên của em là thơ thẩn. Chính xác. Rất là thơ. Từ thứ hai là vần thơ. Từ này quá chấp đường. Nhận được ạ. Hai. Từ thứ ba là vẩn vơ. Chính xác. Được. Quá. Từ thứ tư là vật vờ. Quá tốt. Được. Từ thứ năm là hơi thở.
Chính xác. Tốt quá. Từ thứ 6 là hơi hơi. Chúc mừng bạn. Được, chúc mừng. Từ thứ 7 là vơ vít. Vơ vít. Vơ vít không được. Không được. Hi hi. Chính xác. Chúc mừng bạn. Được. Vượt qua các thử thách của chương trình, người chiến thắng sẽ trở thành vua tiếng Việt đầu tiên. Giữ được ngôi vị, giải thưởng của người chiến thắng sẽ tăng qua từng cuộc với các mức 40 triệu, 80 triệu, 160 triệu và cuối cùng là 320 triệu đồng. Nhưng những kẻ thách đấu thì luôn trực chờ để xoán ngôi. 1 hay 2? Xuất sắc 1 ạ. 4, 4, 1 ạ. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, độc chiếm ngôi vị vua tiếng Việt và giành được giải thưởng tối đa của chương trình? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ngay bây giờ. Nhanh lên, nhanh lên. Tại sao lại chậm thế? Barona lẩu nhà là nhất. Barona có một bí mật, 70% xương hàm cực chất, cùng rau củ chiết xuất tươi ngon. Không cần hầm xương, xương quá lâu, không cần nêm, chỉ cần đếm 1, 2, 3 ta có lẩu ngon. Barona. Đúng mình lẩu nhà mới là Tết vui. Bạn có tâm hồn khám phá, đi muôn nơi thêm trải nghiệm. Mọi hành trình trở nên thật dễ dàng khi thanh toán tiện lợi với Visa. Du lịch cùng Visa, thêm chuyện mới thỏa tâm hồn. Con ghép Max Fresh cho hơi thở thêm mát dài lâu gấp 10 lần. Kết nối mới sẽ đến khi tự tin sang khoái bên nhau. Hát chung lời ca hòa vang. Thử ngày con ghép Max White mới giúp răng trắng sáng trong 2 tuần. Ace Cook. Phở tái lăn ngon đệ nhất nay cũng có thịt bò xào gừng tỏi thơm béo đặc trưng, được cô đặc trong gói nước cốt phở đệ nhất, nước súp đậm đà, sợi phở dai mềm, phở bò tái lăn ngon đệ nhất có. Colgate Optic White O2 mới với hàng triệu bong bóng oxy hoa tính giúp nhẹ nhàng làm trắng răng trong 3 ngày. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với chủ đề là hình. Hình, toàn thể, nói chung những đường nét giới hạn của một vật trong không gian, giúp phân biệt được rõ vật đó với xung quanh. Hình đôi khi cũng là cái ảnh. Hình là tập hợp điểm trên mặt phẳng hay trong không gian. Đó là trong từ điển của chúng ta, thưa quý vị. Về căn bản, hôm nay lứa tuổi của những người thi đều ngang ngang nhau. Riêng bạn là Thùy Ngân, bác sĩ y học cổ truyền, thì ngay trong phần giới thiệu đã giúp cho chúng ta biết được cách để chúng ta đỡ run. Đó là dùng tay bấm vào huyệt... huyệt thần môn và huyệt nội quan ạ. Là chúng ta có thể là đo bằng 3 ngón tay từ lằn chỉ cổ tay đi lên ạ. Vâng ạ. À đây, y học cổ truyền, từ xưa truyền lại. Thậm chí là từ thời Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nếu như tôi nhớ không nhầm. Cũng là thần y của chúng ta đấy, đúng không ạ? Dạ vâng, ở nước ta thì có... Hải Thượng Lãn Ông và Cụ Tuệ Tĩnh, vâng, là hai danh y rất là nổi tiếng ạ. Vâng ạ. Thì những cái tư liệu thì bây giờ bạn lấy đâu để học? Tư liệu thì thứ nhất là mình được học ở nhà trường. Trường đào tạo rất là bài bản, kể về Đông y và là Tây y. Vâng. Thứ hai nữa là mình có thể là tìm các tài liệu cổ, cả về Hán ngữ, cả về tiếng Việt. Trời ơi. Thêm ạ. Tức là học cả về Hán ngữ luôn. Hán ngữ thì mình có học một chút tiếng Hán, tiếng phồn thể ạ. Ôi. Thế à? Học một chút ạ, chỉ liên quan đến ngành thôi ạ. Bởi vì là không có thời gian để học được tất cả. Vâng, tất nhiên học tất cả thì khó. Nhưng mà học tiếng phồn thể và đọc được, hiểu được. Chủ yếu là đọc và dịch ạ. Chà chà, tức là một tay ghê gớm đấy nhá. Em vào đối thủ nặng ký. Nhưng mà lại bị run ạ. Run thì lại bấm huyệt. Run lại bấm huyệt, bấm huyệt. Thôi mọi người chúng ta cùng bấm lần nữa rồi chuẩn bị đi. Có khi nào mà tất cả khán giả trong trường quay cùng bấm không ạ? Vâng, có bác còn lấy tay trái bấm sang tay phải cơ. Thôi cũng được, không sao cả. Hôm nay chúng ta đến với chủ đề hình. Và tôi cũng xin giới thiệu thành viên ban cố vấn, tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ. Tôi xin giới thiệu nhà thơ Lữ Mai. Và bây giờ chính là lúc
chúng ta cùng đến với luật của chương trình. Xin mời. Trong phần chơi đầu tiên, các câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên với mức độ khó dễ khác nhau để thách thức khả năng phản xạ ngôn ngữ của mỗi người. Thời gian tối đa cho mỗi lượt chơi là 90 giây. Mỗi câu trả lời đúng, người chơi được 1 điểm. Khi có tín hiệu, một người chơi sẽ được ánh sáng lựa chọn để bắt đầu phần chơi của mình. Kết thúc vòng 1, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Mọi người tập trung. Bây giờ, chúng ta sẽ lựa chọn người chơi đầu tiên. Xin mời. Em cũng đoán là em đầu tiên. Bạn cố gắng lên nhé. Vâng ạ. 90 giây bắt đầu. Điền vào chỗ trống. Ở bầu, ở ống. Thì cho, thì cho ở bầu thì dài. Ở ống. Thì dài. Thì dài đã bán chính xác. Nói to lên cho tôi nghe nhá. Viết lại cho đúng từ sau. Cong queo. Đã bán chính xác. Xin chúc mừng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Bánh hình vuông là tượng đất. Các thứ thịt mỡ đậu xanh lá rong là tượng cẩm thú, cây cỏ muôn loài ta đặt tên là bánh chưng. Ba. Mấy ạ? Bốn. Bốn. Đất. Chưa chính xác. Bánh vuông là các thứ đậu một, xanh lá rong là tượng cẩm thú, hai, cây cỏ muôn loài ta đặt tên là bánh chưng. Ba. Chưa chính xác. Khó quá, có thể bỏ qua. Hai hai. Hai hai, đó là gì ạ? Là gì ạ? Rong và trưng. Đáp án chính xác, tiếp tục nào. Đây là gì? Dụng cụ vẽ hình. Compa. Compa, đáp án chính xác. Tiếp theo. Bùng binh. Bùng binh, đáp án không thể sai được. Mời bạn. Đây là gì? Chúng ta đang ở chủ đề hình. Bỏ qua. Tiếp tục. Lục lăng hay là lục lăng? Lục lăng. Lục lăng đáp án chính xác. Tiếp tục. Hoàn thiện cụm từ sau. Hương cầu đi. Hương cầu lồi. Hương cầu lồi hoàn toàn đúng. Đường đi quanh quắt ruột chấm chấm chấm. Chim kê vượn hú tựa kề núi non. Hết giờ. Hết giờ. Ruột dê. Đường đi quanh quắt ruột dê. Chim kê vượn hú dựa kề núi non. Vâng, xin mời anh Vũ ạ, anh đánh giá cái phần thi của bạn Diệm thế nào? Có vẻ hơi khó đúng không ạ? Vâng, bạn đã bỏ qua một số câu rồi, đây là khá là đáng tiếc. Tôi muốn phân tích một chút về cái câu đầu tiên mà bạn đã trả lời rất là đúng, là cái câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Vâng. Thì đây là một cái câu tục ngữ rất là quen thuộc. Tức là ở trong ta muốn gửi một cái lời khuyên là chúng ta cần phải biết thích nghi với cái hoàn cảnh sống. Và ở đây những cái hình tròn, hình dài chính là một cái biểu tượng mang tính chất ẩn dụ về cái môi trường sống của chúng ta. Và tương tự như câu này thì có một câu nữa mà nó muốn nói lên một điều là chúng ta còn phải thích nghi cả với những cái con người ở xung quanh, những cái đối tượng mà mình gặp gỡ, giao tiếp, quan hệ. Đó chính là cái câu đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đấy. Xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ và bạn Vương Diệm. Thi đầu tiên 7 điểm, chúc mừng bạn. Rất tuyệt vời rồi. 7 là mốc. Ba người còn lại bắt đầu. Mình không biết được 8 mới được 6 đây. Lựa chọn người chơi. Xin mời. Bạn Thùy Ngân, bạn sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi ạ. 90 giây bắt đầu, mời bạn. Xúc sắc hay là xúc sắc? Một hay xúc hai? Sắc, một ạ. Một, chưa chính xác. Tiếp theo, lưỡi một liềm hay lưỡi liềm? Một ạ. Một, đáp án chính xác. Ghép từ. Bát tô. Chưa chính xác, còn thiếu. Bát ô tô ạ. Đáp án đúng. Ghép từ. Bỏ qua. Trời ơi, đó là hoạt hình. Hãy hoàn thiện ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang, chính xác rồi. Nữa nào, hãy viết lại cho đúng. Lều nghèo. Lều nghèo, đáp án đúng. Mời bạn tiếp tục. Tướng đi chân bước. Hàng ngang. Chưa chính xác.
Giang hồ sinh kế giàu sang bất ngờ. Bước hai hàng. Hướng đi chân bác. Bước hai hàng đáp án chính xác. Có người mặt nhọ như niêu, hàm răng chấm chấm chấm, chồng yêu lạ lùng. Khấp khảnh. Khấp khảnh đáp án đúng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Đê sông đáy, kẻ sợi chỉ mờ thẳng tắp, nhấp nhô những lũy tre xanh nhạt, đôi chốc chấm tròn một nùm cây vải đen thẫm. Ba. Mấy nào? Ba. Ba đáp án đúng. Mạng nhện ạ. Mạng nhện đúng rồi. Tìm một động từ có phần ơ. Động từ. Đỡ. Đỡ đáp án đúng. Hết giờ. Rất nhanh. Vâng, xin mời nhà thơ Lữ Mai. Chúc mừng bạn vừa hoàn thành phần thi của mình. Và có câu thứ ba, đó là bát ô tô. Một cái vật dụng rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Bây giờ thì chúng ta hay giản lược gọi là bát tô thôi. Thậm chí là đi ra hàng là gọi một tô phở. Đúng rồi. Chứ chúng ta không nói là ô tô nữa. Thế thì chính cái từ ô tô này này cũng có một lý giải. Đó là từ thời Pháp thuộc thì có cụm từ chỉ một món ăn, đó là món súp bò của người Pháp. Khi đọc ra tiếng Việt là pot-au-feu và người Pháp sang Việt Nam để gọi một bát phở bò thì họ cũng sẽ nói là pot-au-feu. Lâu dần thì có thể là pot-au thì sẽ được gọi chuyển động ra thành là ô tô và họ tách cái từ này ra để nói là ô tô là để ghép cho cái bát to mà hay dùng để đựng phở. Tóm lại là có rất nhiều cách lý giải mà khi đã trở thành cái sự sử dụng hàng ngày trong tiếng Việt thì nó vừa tượng hình, nó cũng gợi nên cho chúng ta rất nhiều sự khám phá. Xin cảm ơn nhà thơ Lữ Mai và xin chúc mừng Thủy Ngân với 9 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta cùng lựa chọn người chơi tiếp theo. Xin mời. Nguyễn Thúy Hà, 41 tuổi. Người chơi thứ ba, 90 giây bắt đầu. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Bỏ qua. Tàu con thoi. Hình chóp cụt. Một ạ. Gì ạ? Một ạ. Đáp án chính xác. Tiếp theo. Hai ạ. Rẻ quạt hay rẻ quạt? Gì ạ? Chưa chính xác, hai là chưa chính xác. Tiếp tục. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Cả buổi chiều hai ông cháu tranh luận xem nên cắt hay để cành buông. Cả hai thống nhất dù đẹp đến mấy nhưng nếu ảnh hưởng đến đại cục thì một ạ. Tiêu diệt mấy? Một ạ. Đáp án chính xác. Hãy viết lại cho đúng từ uốn nắn. Đáp án đúng, chúc mừng. Cây vông đồng gai không vót mà chấm chấm chấm, con kiến trong hang ai dọn đường đi? Không dọn. Nhọn. Gì ạ? Nhọn ạ. Đáp án đúng. Rất thông minh. Con vuông. Con vuông đáp án chính xác. C O G B N O. Cổng. Bỏ một qua. Loại ạ. Gì ạ? Bỏ qua. Qua. Vâng, đó là cổ bồng. Tiếp theo. Bào bọt có nghĩa là gì? Bỏ qua. Bỏ qua, đó là cồn cào. Tiếp theo. Âm bản. Âm bản đúng. Gì đây? Bộ đi cùng ngày xưa gia đình giàu có thường có cái này. Tủ tre. Tủ tre đáp án đúng. Đây là gì? Phát. Hết nhạc. Nó là phác họa. Thưa quý vị, bạn Nguyễn Thúy Hà 7 điểm. Một là hai chị em lại đấu nhau trận nữa. Hai là Việt Trí. Mà thôi tôi không nói gì. Bây giờ sẽ là Việt Trí. Yeah. Người cuối cùng. 90 giây dành cho Việt Trí bắt đầu. Tìm một danh từ có phần om. Comba. Gì ạ? Comba. Comba được. Vâng, được chấp nhận. Xin mời. Hoài hơi mà đấm bị bông, đấm được bên nọ nó phòng. Phòng bên kia. Bên kia đáp án chính xác. Mộc bản. Mộc bản đáp án đúng. Thế này dễ. Không rõ ràng. Ảo ảnh. Ảo ảnh đáp án đúng. Chỉnh hình. Chỉnh hình gì ạ? Câu thứ hai. Thứ hai chính xác. Mời bạn, sao chụp hay là sao chụp? Từ thứ hai. Từ thứ hai đáp án đúng. Tiếp theo mời bạn. Sao ngắn. Người khôn. Người. Đò khôn.
Bỏ qua. Sông sâu. Sông sâu. Đây là gì? Tiêu cự. Tiêu cự đáp án đúng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Trong khi nàng nhìn vùng lòng chảo màu xám dưới ránh rạc đông, mặt trời nhô lên trên vách núi xa xa chiếu sáng vào hai lỗi đá diện. Hai lỗi. Hai lỗi đáp án đúng. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Nhà báo. Bỏ qua. Bỏ qua. Nhà bát giác. Nhà bát giác. Thầu có nghĩa là cái một vật vật dụng đừng dùng để đựng đồ ăn hay thức uống gì đó. Đáp án đúng. Có nghĩa là lọ hay hũ. Dạ. Vâng. Mời bạn. Phao câu. Phao câu đúng. Viết lại cho chính xác từ sau. Nhoe nhoét. Nhoe nhoét để tôi xem nữa. Chữ em hơi xấu. Không, không xem chữ, nào chữ để tôi xem. Bạn đúng từ nãy rồi nhưng đây là câu cuối cùng cho nên tôi câu giờ cho nó căng thẳng mà. Anh làm em căng thẳng theo luôn anh bác. Nhiều người hỏi nhanh lên, nhanh lên. Tại sao lại chậm thế? Nhưng bởi vì bạn hết câu hỏi rồi. Mà bạn vẫn còn dây cho nên lúc mà em nghĩ vậy đó. Em nghĩ sao anh bác anh tự nhiên dừng lại. Em biết mình làm gì sai không? Trong đầu nghĩ thế đấy à? Vâng, bạn Việt Trí, bạn có 11 điểm. Hai chị em nhà nọ. Hai chị em có quen nhau từ trước không? Không ạ. Không ạ, thì dễ chơi rồi. Một tràng vỗ tay để chương trình Một Đập Ăn Quan bắt đầu. Sắp xếp từ, xin mời. Biển báo. Ê, á, ể. Biển báo. Diệm. Biển báo. Diệm có tìm ra từ khác không? Đúng rồi ạ. Hả? Đúng biển báo rồi. Nó chính là biển báo, đáp án chính xác. Chà chà, thật tiếc. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn bạn đã ủng hộ chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, thành công và xinh đẹp. Dòng kem đánh răng PS trắng răng tự nhiên mới với khả năng làm trắng răng của muối hồng và than hoạt tính cho nụ cười trắng chuẩn tự nhiên. Nay bổ sung thêm khoáng kẽm giúp kháng khuẩn và bảo vệ răng miệng toàn diện cho cả gia đình. PS bảo vệ nụ cười Việt Nam. Làm mọi cách để tránh virus nhưng virus luôn có cơ hội đeo bám và theo bạn về nhà. Bột giặt SuperNet đột phá mới từ Net, không chỉ sạch bẩn mà còn sạch virus. SuperNet mới với công nghệ Duo Clean châu Âu giúp sạch nhanh vết bẩn bên ngoài, sạch sâu virus bên trong, sạch 99,9% vi khuẩn và sạch virus, sạch ngay trong một lớp giặt. Áo quần cả nhà được làm sạch và bảo vệ toàn diện. SuperNet không chỉ sạch bẩn mà còn sạch virus. Tăng cân nhưng miễn dịch kém, bé lại sụt cân. Colos Gen, giàu năng lượng, bổ sung sữa non Colos IGG 24 giờ, độc quyền nhập khẩu Mỹ, giúp con không chỉ tăng cân nhanh, bền vững, mà còn miễn dịch khỏe. Colos Gen. Live stream bán hàng. Anh hùng đầm bông, chị nhỏ tai to khổng lồ. Đầm đông rồi. Thiếu tỉnh táo. Thiếu sức mạnh, anh uống nước tăng lực number one. Tỉnh táo tức thì. Tăng thêm sức mạnh. Đầm cho chị nhỏ, tại cho anh hùng uống number one. Chốt đơn number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Đối với mình thì ẩm thực vừa là công việc lại vừa là đam mê. Thế nhưng mỗi lần ăn đồ nóng hay đồ lạnh rằng ế ghê lắm. Rồi bạn mình khuyên dùng Sensodyne mỗi ngày giúp giảm ế bút hiệu quả và hơn thế nữa. Sensodyne Gentle Whitening. Khám phá năng lượng tự nhiên từ Milo. Không chỉ giàu dưỡng chất từ sữa, Milo còn có cacao tự nhiên, tiếp thêm năng lượng từ lúa mạch cùng vitamin và khoáng chất. Milo, năng lượng tự nhiên để cao lớn vươn xa. Mẹ mệt rồi. Em em biết em với bánh quy khác nhau gì không? Bánh quy dễ vỡ, em thì dễ thương. Cosimari thật ngon. Được làm từ lúa mì cao cấp và sữa, cho bạn sống trọn từng khoảnh khắc. Đu đưa hết đi, nhưng ngon nhơn gây gứa liên thôi. Hãy dùng Head and Shoulders mới, thẩm thấu sâu 5 tầng, đánh bay gồng nhờn và gứa, để bạn tự tin 100%. Head and Shoulders mới. The power of dream. Trả gấp lãi suất 0% từ nay đến 31 tháng 3. Khi mua Honda Winner X hoặc Honda Vario 160 chỉ từ 250.000 đồng một tháng.
rước xe hơi, bật hứng khởi, hãy đến hết ngay. Chuẩn bị hát nào. Ủa, quên nhạc cụ rồi, quên đồ không biểu diễn được. Khán giả giận kìa, căng thẳng quá. Gói trà xanh không đổ với chiết xuất lá trà Thái Nguyên, chất chống oxy hóa IgG, không lo căng thẳng mệt mỏi. Hãy uống trà xanh không đổ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Ace Cook. Phở tái lăn ngon đệ nhất nay cũng có. Thịt bò xào gừng tỏi thơm béo đặc trưng, được cô đặc trong gói nước cốt phở đệ nhất. Nước súp đậm đà, giải phở dai mềm. Phở bò tái lăn ngon đệ nhất có. Dị thọng ở gì cả? Cái họng hơi ngứa, cái họng hơi rát. Chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi hay. Họng rát, họng ngứa, họng đau. Dị thọng ở gì cả? Rát họng xịt ngay, cao ốc rực ra tay. Ở gì cả xịt xịt, rát họng thì xịt xịt. Dị thọng ở gì cả với keo ong và cúc là má, hỗ trợ giảm ho và đau rát họng. Dị thọng ở gì cả? Rát họng xịt ngay, cao ốc rực ra tay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ozika Max Spray. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Để con có đề kháng khỏe trong giai đoạn thiếu hụt miễn dịch đầu đời, mẹ chọn Colos Baby với sữa non Colos IgG 24 giờ nhập khẩu Mỹ, giàu kháng thể IgG, HMO và nhiều dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường miễn dịch, tăng cân, tăng chiều cao. Colos Baby, miễn dịch khỏe, phát triển toàn diện từ bên trong. Thưa quý vị, trên tay tôi là cuốn từ điển. Tôi sẽ lựa chọn từ trong từ điển để đến với phần tiếp theo của các bạn. Đó là phần giải nghĩa. Vấn đề là có nhiều người thắc mắc, trong đó có cả bạn đúng không? Yeah. Thắc mắc là không hiểu tôi có tìm từ thật không? Hay làm cách nào để có từ? Tôi nghĩ rằng những ai thắc mắc có tìm từ hay không là đánh giá tôi quá kém. Bởi vì một cuốn từ điển như thế này mà tôi không biết tra từ điển thì gọi gì là tôi. Cho nên đừng bao giờ thắc mắc là tôi có tìm từ trong này không. Ví dụ tôi đang tìm ở đây là từ bất ngờ là mòng mọng, tức là mọng từ lấy. Hay là móng là lớp vật liệu xây ở dưới cùng, thường nằm trong đất để chịu đỡ sức nặng của công trình xây dựng. Tôi biết cha mà, tại sao mọi người lại nghi ngờ rằng là Xuân Bắc có cha từ điển hay không? Và tôi xin nói thật là cha từ điển thì tôi biết cha, nhưng mà những cái từ mà tôi chọn là từ có sẵn. Phải chuẩn bị sẵn chứ, chứ lúc đấy mới bàn nhau xem từ nào thì cũng phải hết thời gian của quý vị. Nhất là vào tối thứ sáu, còn bao nhiêu việc nữa. Có những người còn chưa rửa bát, có những người còn chưa kịp tắm, xem cho kịp. Em toàn thế. Bạn như nào? Toàn chưa rửa bát. Toàn chưa rửa bát mà đã xem rồi, đúng không? Đấy, thấy chưa? Thế cho nên là tôi vẫn tìm từ có sẵn. Luật của chúng ta như sau, xin mời quý vị. Ở phần thi giải nghĩa, người chơi có 60 giây để giải nghĩa từ và đưa ra gợi ý cho hai người còn lại. Trả lời đúng trong 15 giây đầu tiên, người đoán đúng từ và người giải nghĩa cùng được 4 điểm. Cứ mỗi 15 giây, số điểm lại giảm bớt 1. Người dẫn chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các từ trong cuốn Từ điển tiếng Việt gồm 36.000 từ của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Kết thúc vòng chơi giải nghĩa, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Bây giờ sẽ là tìm từ. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một danh từ có hai tiếng. Tiếng thứ nhất là chỉ vào ngành kinh doanh, ngành kinh doanh đang rất là hot hiện nay, nhưng mà là một từ khác. Và tiếng thứ hai là chỉ một hình dạng, nhưng là hình không gian. Và hình này nó đối xứng ở tất cả các phía quan tâm. Một từ có hai. Vũ trụ. Chưa đúng. Kinh doanh vũ trụ thì kinh, nhưng mà thôi được rồi, tiếp tục. Hoặc là một cách nói khác của online mạng. Không đúng. Của điền. Đất. Chưa đúng. Gần đúng rồi. Bất động sản chị. Gần đúng. Địa từ ốc. Khác. Địa ốc. Chưa đúng. Chúng ta học cần phải có một cái mô hình gì đó để học về các nơi trên thế giới. Từ thứ nhất đúng rồi, từ thứ nhất đúng rồi. Địa lý. Chưa đúng. Cái thứ hai là một hình không gian mà nó đối xứng qua tâm từ về tất cả các cái phía. Bản cầu. Gần đúng rồi, còn mấy giây nữa thôi, gần đúng rồi. Địa cầu. Địa cầu đáp án chính xác. Chúc mừng hai chị em trả lời vào lúc hết giờ. Không ai được điểm. Vâng, bây giờ sẽ là từ tiếp theo.
30 giây bắt đầu. Đây là một từ có hai tiếng. Tiếng đầu chỉ một bộ phận trên cơ thể để phát ra, trên khuôn mặt để phát ra âm thanh. Và tiếng thứ hai. Xin mời tiếp tục. Và tiếng thứ hai để thể hiện là về như kiểu dẫn. Cứ diễn nôm đi, đã diễn theo đúng ý đi trong nghĩa là những cái dư luận ấy ạ, về mình ấy ạ. Có thể là không tốt. Khẩu nghiệp. Không đúng, không đúng. Khẩu nghiệp không đúng. Tiếp tục. Một bộ phận trên khuôn mặt để phát ra âm thanh. Đúng rồi. Và cái thứ hai là cái đấy thì nó phát ra cái thứ đó. Đúng rồi. Cái đó phát ra. Cái đó nó phát ra cái thứ đó, cái đó nó kinh khủng lắm. Nó phát ra. Trên khuôn mặt của mình cái gì có thể phát ra? Miệng lưỡi. Chưa đúng. Chưa, nó phát xác. Ra cái còn đó. Giờ không? Từ thứ nhất đấy, cái bộ phận đấy phát ra cái thứ đó. Thứ còn đó là gì đây? Ạ? Miệng nói. Gần đúng rồi, nói nó là danh cái gì? Từ cơ. Từ thứ hai nó là danh từ. Còn 5 giây. 2, 1. Xin mời. Miệng lưỡi. Mới nói rồi, miệng lưỡi rồi. Đó, Covid luôn đó anh. Nó là miệng tiếng. Miệng tiếng. Câu này khó. Khó. Tại vì nó giải thích cũng khó. Vâng, cảm ơn chị Hà rất nhiều. Cảm ơn chị. Như vậy là phần của chị là không ai được điểm. Không sao. Mời em Ngân. Tôi bắt đầu tìm từ, thưa quý vị. Mời bạn. Đây là một danh từ có hai tiếng, chỉ tên của một loài cây, có cái tên là một bộ phận trên đầu của một loài động vật có cánh. Hoa màu gà. Đáp án chính xác bạn đưa ra là hoa màu gà. Hai màu tiếng. Màu gà. Gì ạ? Màu gà. Đáp án chính xác đó là màu gà. Mỗi người cộng cho mình 4 điểm, xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một từ tính từ có hai tiếng, là từ lấy phụ âm đầu, chỉ sự to lớn to béo. Chữ thứ hai là tên của một đất nước ở châu Âu. Tiếng thứ hai là tên của đất nước ở châu Âu. Mà toàn bộ cái tiếng đấy thì lại người ta chỉ thường sự gọi to là béo. Thực dân gì đã từng xâm lược nước ta? Pháp. Em trước, em bấm rồi. Đáp án chính xác, đó là phương pháp. Mỗi người có cho mình thêm 3 điểm, xin chúc mừng. Mời bạn đổi chỗ. Bạn đang có 7 điểm. Yeah. Bạn Thùy Ngân đang có 7 điểm. Thúy Hà, bạn chưa có điểm nào nhưng bây giờ vẫn còn cơ hội. Bình tĩnh, bình tâm này. Tôi tìm từ, đề nghị mọi người vỗ tay, tôi tìm từ dễ đây. Từ này rất dễ. Công nhận dễ không? Chắc chắn dễ nhá. Dạ. Xin mời. Đây là danh từ có hai từ, mô tả cái bề ngoài của con người. Từ lấy âm đầu, mô tả bề ngoài của con người. Đừng không sử dụng. Duyên dáng. Không, mô tả bề ngoài. Chứ không phải là tính cách, mô tả bề ngoài. Thon thả. Chưa đúng. Cái từ đầu tiên á là .. ảnh. .. ảnh. Từ thứ hai là một cái dụng cụ mang của con gái. Không phải là guốc, không phải là dép. Từ thứ một nha. .. ảnh. Hay mình hay nói gì đó. Rồi từ thứ hai là một cái vật dụng cái mang của con gái. Thời xưa đúng rồi. Thời xưa cô tắm rớt cái gì? Cô tắm rớt cái gì đó. Hình hài. Chính xác đó là hình hài. Chờ điểm không? Để cho chương trình thực sự căng thẳng, tôi bảo lưu kết quả điểm của cái này. Tí nữa tôi sẽ nói. Nào, từ tiếp theo. Sáu mươi giây bắt đầu, mời bạn. Đây là từ danh từ có hai từ. Từ thứ nhất là mô tả một món cháo mà nấu với nội tạng. Từ thứ hai là một dụng cụ để nấu ăn. Lòng chảo. Đáp án chính xác đó là lòng chảo. Hai bạn
Mỗi bạn cộng thêm cho mình 4 điểm. Bạn Hà thân mến, thực ra ấy, là ở câu trước ấy, mỗi bạn đã dành cho mình 2 điểm. Và tôi cố tình không nói để ảnh hưởng đến cái không khí của cuộc chơi và tâm lý của bạn. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một lần nữa xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và xinh đẹp. Cảm ơn anh ạ. Mềm mại, cùng hương thơm dịu nhẹ, chứa 100% tinh dầu thiên nhiên. Downy Cô Tông yêu thương thuần khiết mới, dịu mềm trên da với hương thơm nhẹ nhàng bên lâu. Downy mới. Tôi chọn dầu gội Romano mới, kết hợp Pro Vitamin B5 và Biotin, nhân đôi sức mạnh, giúp tóc chắc khỏe, dày mượt gấp 2 lần, hương thơm nam tính, lịch lãm. Cùng tôi chinh phục thành công lớn, Romano hương thành công, chất đàn ông. Downy chống khuẩn, những mùi hôi ô nhiễm có thể đeo bám bạn cho đến khi về nhà. Không, hãy dùng Downy chống khuẩn, bảo vệ khỏi vi khuẩn gây mùi đến 99%, cho bạn hương thơm tươi mát, kéo dài lâu hơn. Downy chống khuẩn. Thưa quý vị, tôi đang chuẩn bị kỹ cho phần sâu chuỗi vòng 3 của chương trình. Ở vòng này, các bạn hãy bình tĩnh, cố gắng đưa ra nhiều nhất những đáp án mà mình có thể lắp ghép những từ thành một câu. Và câu đó trùng với đáp án của chúng tôi sẽ giành điểm. Còn luật cụ thể, xin mời. Trong vòng sâu chuỗi, người chơi giành điểm bằng cách sắp xếp chuỗi từ không theo trật tự thành câu có nghĩa. 9 chuỗi từ tương ứng với 9 câu hỏi. Người chơi giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Kết thúc vòng chơi sâu chuỗi, người có số điểm thấp hơn sẽ bị loại. Vòng sâu chuỗi, câu đầu tiên, xin mời. Em trường vẽ ngôi. Em vẽ ngôi trường em. Em vẽ ngôi trường em, đáp án chính xác. Tên bài thơ của tác giả Nguyễn Lam Thắng. Ngôi trường dễ thương, đứng bên sườn núi có một dòng suối lượn qua cổng trường. Sâu chuỗi, câu tiếp theo, xin mời. Gió hình nào thế dáng? Hình thế gió hết. Dáng nào? Xin mời. Mời bạn. Hình dáng gió thế nào? Hình dáng gió thế nào, đáp án chính xác. Em hết sức bình tĩnh nhé, không vội vàng nhé, hết sức bình tĩnh. Nào, câu tiếp theo, phần sâu chuỗi, xin mời. Mưa phất nghiêng bút hạt lất. Bút nghiêng lất phất hạt mưa. Bút nghiêng lất phất hạt mưa, đáp án lại chính xác. Đây là một bài thơ cũng trích trong sách giáo khoa ngày xưa tôi được học. Em cầm bút vẽ lên tay, đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa. Cánh cò bay lả bay la, lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng. Con đò lá trúc qua sông, trái mơ tròn trĩnh, quả bồng đung đưa. Bút nghiêng lất phất hạt mưa, bút trao gợn nước tây hồ lăn tăn. Hài hòa đường nét hoa văn, dáng em dáng của nghệ nhân Bát Tràng. Vẫn trong vòng sâu chuỗi, có bấm huyệt có khác. Đúng không ạ? Vâng. Xin mời câu tiếp theo. Nào, sâu chuỗi, các từ thành câu, xin mời. Khéo đồ dư khen ai hoạn. Khéo. Vâng, xin mời. Khen ai? Khen. Hết giờ. Bạn đây. Khen ai? Khen ai? Vâng, quá mất rồi. Xin mời. Khen ai khéo họa dư đồ. Khen ai khéo họa dư đồ, đáp án chính xác. Xin mời câu tiếp theo. Mời các bạn. Tròn gian với mở vuông mặt thế. Mời bạn. Mở mặt vuông tròn với thế gian. Mở mặt vuông tròn với thế gian, đáp án đúng. Rất hay, rất hay, rất hay. Hóa ra là bạn vừa ngầm bấm huyệt. Dạ, đòi bấm công khai. Nào, vòng sâu chuỗi, mời các bạn. Những đôi mắt mang hình viên đạn. Những đôi mắt mang hình viên đạn. Đáp án chính xác.
Đây là bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Thưa quý vị, số điểm bây giờ là 3 điểm đều. Câu này khó, mời các bạn tiếp tục. Xin mời bạn, bạn Ngân. Một ngọn lửa cháy không thấy hình. Chưa chính xác. Một đám lửa, một ngọn lửa. Chưa chính xác, tiếp tục nào. Cháy một không lửa thấy ngọn hình đám. Một ngọn, một đám lửa cháy không thấy ngọn. Không. Gần đúng rồi, tư duy theo hiểu kiểu đấy, nhưng mà tiếp tục, xin mời bạn. Một đám lửa cháy thấy ngọn, không thấy ngọn. Chưa chính xác, mời bạn. Một đám lửa cháy không thấy hình ngọn. À, bây giờ nhá, nhìn tôi. Tại sao cứ phải là một đám lửa? Rồi đó, em đang nghĩ theo hướng đó rồi. Mà không phải là một đám khác. Tiếp tục. Một đám cháy không thấy hình ngọn lửa. Gì ạ? Một đám cháy không thấy hình ngọn lửa. Đáp án chính xác. 4-3. Ghê gớm thật. Bạn Việt Chí đã vượt lên. Bây giờ còn một câu nữa thôi. Nếu Việt Chí trả lời đúng thì sẽ vào vòng trong. Mà nếu như bạn Thùy Ngân trả lời đúng thì chúng ta lại tiếp tục. Tập trung lên nào, vỗ tay cho cả hai bạn, thưa quý vị. Xin mời. Anh thơ sắc cầu câu dựng vòng ngũ những. Anh dựng những cầu vòng sắc thơ. Chưa chính xác, mời bạn. Anh dựng những câu thơ sắc cầu vòng. Chưa chính xác, gần nữa, tuyệt đối không ai nói. Tiếp tục, tiếp tục. Anh dựng những câu thơ sắc cầu vồng. Anh dựng những sắc thơ cầu vồng. Không đúng. Còn 20 giây. Anh dựng những câu thơ sắc cầu vồng. Thiếu chữ ngũ rồi. Chuyện chính xác, còn thiếu từ mà. Nữa đi nào, còn 10 giây. 15 giây nhầm. Anh dựng những câu thơ ngũ sắc cầu vồng. Chưa chính xác, trời ơi. Anh dựng những câu thơ cầu vồng ngũ sắc. Rất là nhấn chuông. Anh dựng những câu thơ cầu vồng ngũ sắc. Anh dựng những câu thơ cầu vồng ngũ sắc. Chính xác. Chúc mừng bạn. Dạ. Cảm ơn anh cái. Dạ em cảm ơn anh rồi. Mày nói nhỏ quá. Anh đùa rồi. Cảm ơn bạn rất dạ. nhiều. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi không cảm ơn bạn Thùy Ngân. Thùy Ngân ơi, em chơi rất là hay. Em rất lạnh lùng trong việc bấm huyệt. Yeah. Em rất lạnh lùng trong việc ghi điểm. Thực sự, thật tiếc là em không giữ được cái phong độ từ lúc đầu tiên của vòng thi này. Vâng. Không sao. Anh ấy xứng đáng ạ. Ừ. Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Vâng ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Chào anh ạ. Vâng. Xin mời. Xoán ngôi sẽ phải trải qua 3 câu hỏi, vượt qua cả 3 câu. Người chơi sẽ chính thức trở thành vua tiếng Việt của tuần này và nhận giải thưởng 30 triệu đồng. Lựa chọn thách đấu với người xoán ngôi của tuần tới, người chiến thắng sẽ có cơ hội nâng mức giải thưởng lên tối đa 320 triệu đồng. Chà, chà chà. Tự nhiên tôi lại cảm thấy căng thẳng. Lần đầu tiên có người thách đấu. Lần đầu tiên vua trực tiếp thi đấu với người thách đấu. Cảm xúc của bạn bây giờ thế nào? Dạ nói chung là bấm huyệt rồi mà nó vẫn còn hồi hộp. Bạn đánh giá người mà bạn thách đấu hôm nay, vua tiếng Việt của chúng ta, bạn Quang Minh như thế nào? À, với em thì nếu mà đã được lên ngôi vua rồi thì nói như thế nào thì đây một người có cái vốn từ cũng như là cái am hiểu về tiếng Việt rất là lớn và chắc chắn là một cái đối thủ phải nói là rất là đáng gờm. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón vua tiếng Việt Quang Minh. Xin mời. Quang Minh thì năm nay là 5 tuổi. Dạ. Sinh năm con mèo.
Vâng ạ. Đúng không ạ? Đối thủ của bạn là một tay ghê gớm, đúng năm nay 5 tuổi, cho nên bạn phải hết sức cẩn thận. Dạ. Yeah. Em cũng sinh năm 87 và tuổi con mèo luôn. Dạ. Yeah. Wow! Xin mời. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Wow! Thưa quý vị, hai người cùng tuổi mèo, họ đang đến với một phần cực kỳ quan trọng, cực kỳ căng thẳng, đó là phần xoán ngôi. Và hôm nay tôi nói từ xoán ngôi vòng 4 của chúng ta mới là chính xác. Một tràng vỗ tay cho xoán ngôi. Chúng tôi sẽ cho vua tiếng Việt và người thách đấu 5 chữ cái. Dê, dê đê, ớ, u, tê, y. Trong 30 giây, hãy tìm nhiều nhất những từ có thể tìm. Và những từ nào đã dùng rồi sẽ không được dùng ở vòng sau. 30 giây, bắt đầu vỗ tay. Viết nhiều nhất có thể các từ. Đặt bút. Và bây giờ lần lượt từng người đọc một. Xin mời. À, em đọc là từ du. Đồng ý. Từ đầu tiên của em là dâu. Tôi đồng ý. Từ thứ hai của em là di. Đồng ý. Dấu. Đồng ý. Từ thứ hai tu. Đồng ý. Dầu. Đồng ý. Ti. Ti. Đồng ý. Đồng ý. Dẫu. Từ dẫu này thì phải nói thế này. Tức là trong tiếng Việt nó có hai loại từ cơ bản là thực từ và hư từ. Thế thì khi mình bàn đến từ đơn ý, là chúng ta ngầm hiểu là đây là những thực từ đấy, là những từ mà có ý nghĩa từ vựng, thường là những danh từ, động từ, tính từ. Còn cái từ dẫu ý, nó là một cái từ gọi là mang tính chất từ quan hệ thôi, tức là một mình nó nên nó không đứng độc lập được, nó là một dạng hư từ. Cho nên là đối với trường hợp này thì từ dẫu lại không được. Nó giống như cái trường hợp của từ du lúc nãy ý. Chúng ta nghĩ là không có, nhưng mà khi tra từ điển thì có cây du. Đến giờ tôi vẫn không biết là cây du là cái gì. Thì đối với từ dẫu nếu mà hư từ thì tôi nghĩ là không chấp nhận được. Nhưng mà nếu tra từ điển mà là một danh từ, kể cả là hiếm khi mà được dùng, thì chúng ta vẫn chấp nhận được ở nghĩa là danh từ. Bây giờ phải giở cẩm năng. Ở trang 315, dẫu như là dù, nhưng nghĩa mạnh hơn. Thay vì dù khó đến mấy cũng không ngại, thì chúng ta dùng là dẫu khó đến mấy cũng không ngại. Dẫu được chấp nhận. Từ tiếp theo. Tiếp theo là từ dâu. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Từ tiếp theo trong danh sách của em là ti. Đồng ý. Em là giàu. Đồng ý. Tí. Đồng ý. Đồng ý. Dẫu. Đồng ý. Từ tiếp theo của em là tị. Hay quá. Đồng ý. Đồng ý. Từ tiếp theo của em là tu di. Thì cái từ này nó có liên quan về bên phía Phật Pháp một chút xíu. Khi mà mình tu á, thì nó sẽ có một cái sự mà dịch chuyển trong cái tâm hồn của mình hay cái gì đó. Nhưng mà việc của mình là mình phải định lại trong cái tâm hồn của mình. Nó giống như cái mục đích ban đầu, chứ không thể nào mà bị sai cái mục đích ban đầu của mình. Tu di. Dạ. Thì cái này em viết ra thôi, chứ em cũng không biết là có được chấp nhận hay không. Dạ. Ngày xưa tôi cũng đọc nhiều chuyện kiếm hiệp. Yeah. Và đúng là nó có một cái loại trưởng pháp tên là Tu Di Đại Pháp. Yeah. Đấy, nhưng mà đấy là chỉ là tên riêng cho một tác giả đặt ở trong chuyện trưởng thôi. Còn đâu nếu mà đây mà là một thuật ngữ trong kinh Phật ý, nếu mà có thật ý, thì tôi sẽ đồng ý. Yeah. Nhưng mà tôi cũng đọc một số tài liệu về Phật Pháp thì tôi cũng chưa gặp từ Tu Di này bao giờ. Tôi cũng chưa gặp cái từ Tu Di này bao giờ. Tu tập tu luyện thì chúng ta gặp nhiều. Nhưng mà Tu Di thì có lẽ là nếu có chăng thì nó sẽ được sử dụng rất ít. Thưa quý vị, thưa ban cố vấn, ở trang 1342, tu sống theo những quy định chặt chẽ nhằm sửa mình theo đúng giáo lý của một tôn giáo nào đó. Tu bổ, sửa chữa và làm thêm ít nhiều cho tốt hoàn chỉnh hơn. Tu trí, có ý thức tự sửa mình để sống. Tu chỉnh, sửa sang lại cho tốt hơn. Tu chính, sửa lại cho đúng. Tu dưỡng, rèn luyện trau dồi để nâng cao phẩm chất. Tu luyện, tu lý, tu mi, tu nghiệp, tu nhân, tích đức, tu sĩ, tu sửa, tu tạo. Tu... Không có. Không có tu gì. Dạ.
từ tu di không được chấp nhận. Rồi em hết rồi. Xin mời vua tiếng Việt cho thêm một từ. Em có từ tỷ. Tôi đồng ý. Từ này đúng. Thêm một từ. Tí ti. Chính tôi xác. Đồng ý. Bạn chiến thắng tuyệt đối luôn. Hay quá, chúc mừng. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, Quang Minh xứng đáng tiếp tục ngồi ngai vàng của chương trình Vua tiếng Việt. Nếu bạn về ngay, bạn không muốn thách đấu thì bạn chỉ nhận được 60 triệu đồng. Nhưng nếu chấp nhận thách đấu, bạn có cơ hội nhận được 160 triệu đồng. Bây giờ quyết định nằm ở em đúng không ạ? Và quyết em sẽ trả lời ngay ở đây đúng không ạ? Đúng rồi, bạn hãy trả lời ngay. Em nghĩ là với một cái chặng đường của một cuộc thi thì em đang có một cái sứ mệnh. Ừ. Và em sẽ đi tiếp. Yeah. Cảm ơn bạn rất nhiều. Phải nói là thế này, thưa quý vị, đây là một trong những chương trình mà tôi căng thẳng nhất từ khi bắt đầu tham gia Vua tiếng Việt. Bởi lẽ hai người cùng ngang tài, ngang sức, ngang tuổi đều là những đối tượng đã chịu sức ép từ khi lập gia đình. Có không? Đấy, chỉ cười mà không dám nói gì. Tôi nói vui vậy thôi, thưa quý vị. Vâng. Cái bắt tay này là nó thắm thiết lắm anh. Thắm ý nói là anh Bắc nói đúng. Đồng cảm với nhau đó, anh Bắc có tay anh Bắc luôn. Có, tôi quá đồng cảm luôn. Vâng, thưa quý vị, chương trình Vua tiếng Việt rõ ràng là chúng ta đang có những cái bước khởi sắc rất tuyệt vời. Với những tinh thần như thế này, với những số tiền trong giải thưởng, và tôi tin rằng tiền trong giải thưởng cũng chỉ là một phần khích lệ. Quan trọng hơn cả, giống như bạn Quang Minh đã nói, bạn coi đó là một sứ mệnh. Và sứ mệnh này đó là sứ mệnh gìn giữ và đi tìm sự trong sáng của tiếng Việt. Hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng với các bạn làm giàu hơn, đẹp hơn tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã đến tham gia chương trình Vua tiếng Việt. Cảm ơn em. Yeah, cảm ơn bác. Tâm phục khẩu phục. Dạ, yeah, tâm phục khẩu phục. Rất tuyệt vời. Một lần nữa xin chúc mừng. Và trước khi bạn về với ngai vàng của mình, tôi xin phép nhờ bạn trao chiếc cúp này cho đối thủ của mình. Xin mời. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn mình nhiều nhé. Cảm ơn chị, chơi rất vui. Xin cảm ơn quý vị và tất cả các bạn. Chúc quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến với chương trình vào hồi 20:30 tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Và chắc chắn rồi, tuần sau chúng ta sẽ có một chương trình đặc biệt nữa. Chắc chắn sẽ có một người thách đấu. Chắc chắn Vua tiếng Việt của chúng ta sẽ cần phải trau dồi, rèn luyện kỹ càng hơn để chiến thắng một cách tuyệt đối. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời về với ngai vàng của mình. Người đang giữ ngai vua của chúng ta đang có số tiền thưởng là 80 triệu đồng. Và đương nhiên họ sẽ cố giữ bằng được. Chưa thấy có ai ủng hộ em đi tiếp cả. Hết giờ, hạ bút. Nếu gặp bọn tôi là hạt bí rồi. Đan ngọ, xử thế cái thứ hai, ba. Đáp án chính xác. Lao làng, bánh bỏng, gà tây. Hồi nhỏ tôi học bana, dòng đời xô đẩy tôi là cốt đơn. Em có viết thử cái phần mềm để giải quyết cái phần 4 của cái chương trình này. Cùng vượt đường xa, về đây hội ngộ, gặp anh Xuân Bắc, đến giành ngai vua. Hôm nay đến tham gia để săn quà trường chính. Chương trình Bùi Tường, tên gọi thân thương, mắt hình viên đạn quân trường năm xưa. Hồi xưa Lenin nói là bằng tiếng Nga là nên biết ước mơ, nader umit me start, nhưng gớt nói là nader dây start, tức là nên hành động. Tôi áp dụng hai cái mệnh đề đó và thắng chặt. Khi anh trả lời là em cũng biết anh là chuyên bên bắn tỉa. Nhật thực hối nội, cú lao khó quá, có thể bỏ qua. Có thoát hiểm không ạ? Em chưa biết, bây giờ chưa biết thế nào.